Xin chào các bạn trở lại với cái video tiếp theo của mình là Wish đây. Và trong video hôm nay thì mình sẽ thử nhặt 10 trái quỷ ở Benzipa nha các bạn. Trước video xin chúc mọi người mới thật vui vẻ nha. Và nếu như các bạn thấy video hay thì bấm đăng ký kênh, like video để ủng hộ mình nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu video luôn các bạn. Đầu tiên là mình sẽ doom trái quỷ nha. Để xem hôm nay cái vận may của mình nó có may mắn không nha các bạn. Rồi, để xem trái gì nào. Ui, vãi trứng luôn các bạn, được cái trái lò xo. Khởi đầu như này là không thuận lợi rồi các bạn ơi. Rồi. Giờ thì mình sẽ nhặt trái quỷ đầu tiên nha các bạn. Nói chung là hôm nay mình sẽ đổi rũa một chút. Ở đây đi nhặt trái quỷ để xem sẽ nhặt được trái gì xịn nha. Chứ săn Nevitan mãi nó cũng chán các bạn. Đấy, mình săn nhiều quá rồi, săn đến nỗi mà cảm thấy rất là chán luôn. Đó thì chắc là trái quỷ đang spam một cái chỗ đảo bánh nha các bạn. Chứ mấy chỗ kia không có, chỉ có đảo bánh thôi. Rồi cũng hơi xa các bạn ơi. Đấy, để xem một trái quỷ đầu tiên của mình sẽ là trái quỷ gì nha các bạn. Rồi các bạn ơi, vậy là sẽ số 3 một cái chỗ đảo sô-cô-la nha. Nói chung là cần đảo bánh. Đấy, ở đây thì mình chưa làm nhặt được một trái quỷ gì của nó xịn cả. Chỉ có toàn mấy trái quỷ cùi thôi. Rồi, để xem trái đầu tiên sẽ trái gì nha các bạn. Trái gì đây? Ôi, nhìn như xa biết luôn trái lửa các bạn ơi. Trái phai phai. Nhưng mà trái này thì cũng được thôi. Để mình lưu trữ thử xem có được không nha các bạn. Không thì phải vứt đi thôi. Ok, được. Rồi thì mình sẽ tiếp tục nhặt trái quỷ tiếp theo nha. Trước khi nhặt trái quỷ tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đánh hải tặc nha các bạn. Nói chung hải tặc là một trong cái sự kiện mà xuất hiện ở bên C3 nha các bạn. Ấy, so với C2 thì mình thích đánh nhà máy hơn. Mặc dù cái hải tặc này nó sẽ xuất hiện sớm hơn nhà máy các bạn, tầm 1 tiếng 15 phút thôi. Nhưng mà mình lại thích đánh nhà máy hơn các bạn ơi. Vì nhà máy nó có tỷ lệ nhận được cái súng độc này. Ngoài ra thì nó có sẽ có tỷ lệ nhận trái quỷ VIP hơn. Theo mình thấy thì ở C2 thì mình đánh nhà máy nó tỷ lệ ra được trái quỷ xịn nhiều hơn ở C3. Ở C3 đánh hải tặc này ít khi nhận được trái quỷ xịn lắm các bạn. Đấy, toàn được mấy cái trái là nó thôi. Đấy, 10 trái chắc là 10 trái đều nó hết. Lần bên C2 thì hên. Lần trước mình đánh nhặt 10 trái quỷ C2, mình đánh là được cái trái Phượng Hoàng thì vậy. Như vậy sao, hay là trái có que sao, trái chấn động ấy. Rồi, xem trái gì đây. Ui, bãi trưởng các bạn, được trái Berry. Trái này trái rào chắn các bạn, nhưng mà trái này mình không cần. Trái này hơi cùi. Thôi rồi, mình sẽ tiếp tục treo server để nhặt trái quỷ tiếp theo nha. Tiếp tục vào trái thứ hai nha các bạn. Nói chung là treo thì cũng gọi là hơi cực một chút các bạn, 1 tiếng rưỡi một lần. Đấy là với ngày thứ bảy chủ nhật nha các bạn, còn ngày thường vẫn là 2 tiếng cơ. Đấy, giờ thì mình sẽ nhặt nốt trái quỷ thứ hai nha. Xong luôn các bạn ơi, cực trí gai. Trí gai thì chắc là cùi quá rồi. Ok, giờ chắc là mình sẽ tiếp tục chơi server nhặt trái quỷ tiếp theo nha. Đó các bạn ơi, chúng ta cùng tiếp tục đến với trái quỷ thứ ba nha các bạn. Lại tiếp tục nó số 3 một cái chỗ đảo bánh nha các bạn. Và lần này nó sẽ ở cái chỗ đảo đậu phộng nha. Rồi để xem đây trái quỷ gì nào. Cái gì đây. Ui, tưởng trái gì xịn các bạn, được trái bóng tối. Bóng tối thì BBU khá được, nhưng mình lại có full rồi các bạn. Chắc mình sẽ tiếp tục cho server tiếp theo nha. Ok các bạn ơi, trước khi nhặt trái quỷ thứ tư thì chúng ta cùng đánh hải tặc tiếp nha. Nói chung là hải tặc thì nó không trong phần trong cái phần nhặt trái quỷ, nhờ mình vẫn cứ tính là sẽ là ấy đi, quay vào đi. Ấy cho các bạn xem mà đánh hải tặc xem cái tỷ lệ liệu 5 lần mình có ra được cái bậc trái quỷ gì xịn không nha các bạn. Hiện tại thì mình đang dùng trái gốt các bạn ơi. Trái gốt thì mình thấy đánh khác được ấy. Ấy nó kiểu một cái phiên bản bản gì nhỉ? Bản lỗi của trái lớp các bạn. Nhưng mà cũng được. Rồi, ui. Được luôn cái trái ấy các bạn ơi. Được cái trái ánh sáng nha các bạn. Ánh sáng thì cũng được. Rồi, để xem mình có lưu trữ được trái ác quỷ này không nha. Ok, được các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục treo server tiếp theo để nhặt trái ác quỷ nha. Tiếp tục là cái trái ác quỷ thứ tư nha các bạn. Và thứ tư thì đang spam một cái chỗ gì đây. Đây là cây đại thụ các bạn. Và cái vị trí này là mình chưa nhặt bao giờ thì phải. Mình chủ yếu nhặt được 3 cái vị trí ở cái đảo ấy thôi. Đây vị trí thứ tư thì phải, mà khá là hiếm luôn đấy. Ui, được trái sáng tiếp này các bạn. Mình vừa mới đánh hải tặc xong mà. Hơi chán nha. Rồi, thì trai chắc là mình không lưu trữ rồi. Kiểu gì cũng full luôn. Mình sẽ tiếp tục gọi là treo server để nhặt cái trái quỷ tiếp theo nha các bạn. Tiếp tục vào trái quỷ thứ 5 nha các bạn. Rồi để xem trái quỷ thứ 5 mình sẽ nhận được trái gì nha. Trái này thì là ở cái chỗ đảo sô-cô-la nha các bạn. Chỗ này thì mình chưa nhận được trái gì xịn cả. Toàn kiểu như nửa băng thôi. Cái gì đây? Ui, mình cứ tưởng trái băng cơ mà trái kim cương. Kim cương thực sự là nó là một trong những ác quỷ mình thấy là phế bãi trưởng nha. Rồi, thì giờ mình sẽ tiếp tục treo server và nhặt trái quỷ tiếp theo nha các bạn. Và trước khi nhặt trái quỷ thứ 6 thì chúng ta cùng đi đánh hải tặc nha các bạn. Hải tặc thì mình thấy là nó rất là chán các bạn, nó không bằng cái nhà máy C2 đâu. Mặc dù cái thời gian treo có thể ngắn hơn,
mà nó cái tỷ lệ ra được cái cháo quỷ xịn nên nó thấp hơn ở bên nhà máy phải. Đấy, nhà máy có qua cả súng độc cơ. Đây thì nó hơi chán. Thôi, nó biết được sao bây giờ. Mình thấy ở nhà tuần trước mình làm với C2 rồi tuần này làm với C3. Đấy, chứ không thì mình làm với C2 cho xong rồi. Mặc dù C2 nó gọi là được được nha các bạn. C2 toàn trái xịn thôi. Rồi, để xem đây đi đây. Ui, trái đại bàng các bạn ơi, trái mà một trái quỷ cực kỳ là phế vật luôn. Thôi rồi, giờ mình sẽ tiếp tục chia sẻ vào nhà trái quỷ tiếp theo nha. Tiếp tục vào trái quỷ thứ 7 các bạn ơi. Và lần này nó số 3 một cái chỗ đây, chú đảo rùa các bạn, chỗ gần dinh thự. Rồi để xem đây trái quỷ gì nha. Từ nãy giờ chưa nhận được. Ui, nãy trái bóng tối các bạn ơi. Hình như đây là trái thứ hai rồi thì phải. Nhặt hơi bị nhiều trái bóng tối nha. Nếu chữ thì không nên chữ rồi. Thôi rồi, thì chắc giờ mình sẽ tiếp tục chia sẻ và để nhặt trái quỷ tiếp theo nha các bạn, chứ mấy lần này đen quá các bạn. Tiếp tục đến với trái quỷ thứ 7 nha các bạn. Đấy, để xem trái quỷ thứ 7 mình sẽ nhặt được trái quỷ gì nha. Rồi, xem nào. Ui, mình sao phải biết ngay là trái gì các bạn. Cái trái quay, chỗ trái này vứt đi thôi. Từ xem lưu chữ được không? Không được các bạn. Rồi, mình sẽ tiếp tục cho xe vào và nhặt trái quỷ tiếp theo nha. Rồi các bạn ơi, hiện tại thì mình đã đến với cái lần đánh nhà máy thứ tư rồi nha các bạn. Thì từ nãy giờ mình chưa thấy trái quỷ gì xịn ở ngoài nhà máy nhầm. Để mình C2 các bạn ơi. Đánh như gọi là cái hải tặc các bạn. Từ nãy giờ mình chưa gọi nhận ra trái quỷ gì xịn ở trong cái hải tặc này đâu. Toàn mấy trái nhỏ thôi. Rồi để xem lần thứ tư sẽ được trái gì nha các bạn. Mình nói thật là lần trước mình đánh ở nhà C2 ấy, nhà máy được cái trái có kia hay sao ấy. Nói chung là C2 kiểu gì cũng sẽ xịn hơn. Còn C3 cái nó nhỏ kiểu gì các bạn. Đây đây, cái trái gót của mình đánh thì nó cũng tạm tạm. Trái này hôm ấy mình solo với cá mập khá mạnh các bạn. Chắc mình sẽ làm video solo cá mập với cái trái gót này nha các bạn. Rồi, để chúng ta cùng xem cái trái quỷ ở cái hải tặc thứ tư này xem trái gì nhá. Ui, vãi trưởng các bạn. Lại được trái bom. Không phải lại được mà lần đầu tiên ra trái bom ở trong cái lần này, nhưng mà trái bom mình không kỳ vọng. Rồi, thì mình sẽ tiếp tục treo server và nhặt trái quỷ tiếp theo nha các bạn. Và chúng ta cùng đến với trái quỷ thứ 8 nha các bạn. Đây, trái quỷ thứ 8 thì nó số 3 một cái chỗ, đây là chỗ gì ta? Tiki Abot, gọi là doanh trại Tiki. Thôi chết rồi, nhìn từ xa phát mình biết trái gì luôn. Trái màu xanh này chỉ có cái trái berry thôi. Trái này thì thật sự là mình nghĩ là admin sửa lại nó thì nó phế với trưởng luôn đấy. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục treo server tiếp nha. Chúng ta cùng đến với trái quỷ thứ 9 nha các bạn. Hiện tại thì đang số 3 một cái chỗ đảo gì đây. Đây là cái đảo. Uầy, chưa kịp nói phát là mình biết đây là trái bóng tối rồi. Hình như là mình nhặt được 3 trái bóng tối rồi thì phải. Các bạn đếm thử xem mình nhặt được bao nhiêu trái rồi nhá. Đấy, không biết là 3 hay 2 ấy. Thật sự là hơi chán đấy các bạn. Rồi, thì chắc là mình sẽ tiếp tục gọi là treo server nha các bạn. Để xem trái quỷ ở cuối cùng của mình sẽ là trái quỷ gì nha. Và trước khi đánh trái quỷ cuối cùng ấy, lấy trái cuối cùng ấy thì mình sẽ đánh hải tặc các bạn. Và đây là lần thứ 5 rồi. Hình như là từ lần thứ 1, thứ 4 này mình chưa thấy trái gì ngon thì phải. Toàn trái quỷ nọ thôi. Rồi để xem trái quỷ này sẽ trái gì nha. Hình như trái xịn nhất của mình đánh được là trái ánh sáng như vậy. Còn đây là trái gì thì mình chưa biết được, để xem nào. Rồi, triệu hồi ra hai thằng đệ tử đánh khá mạnh. Tiếc là nó không tồn tại ở vĩnh viễn cơ. Nếu mà không có thời gian hồi chiêu ấy, không có thời gian tồn tại thì sẽ mạnh hơn. Rồi đánh thì cũng khá là mượt, thà mình đánh nhà máy còn sướng hơn. Chắc lần sau mà làm video nhặt trái quỷ tiếp thì mình sẽ nhặt ở C2 nha các bạn. Chắc mình sẽ nhặt mỗi C2, C2 mình thấy là ngon nhất. Ở khi một thì nó hơi chán chán thì nó chẳng hoạt động gì làm cả. Đúng, trong lúc mình chờ mình thấy săn si cũng được. Và làm những việc khác, còn C1 chả làm được cái gì cả. C3 thì cũng được nhưng mà nó toàn trái quỷ cùi thôi. Rồi, xong luôn cận ơi. Rồi trời ơi, được trái cao su. Cao su thì sự chả dụng được cái gì cả. Chúng chả làm được gì cả các bạn, hơi chán. Rồi mình sẽ tiếp tục cho ra và nhặt trái quỷ cuối cùng nha các bạn. Rồi, trái quỷ cuối cùng là trái thứ 10 và tiếp tục nó đang ở cái chỗ ở vị trí cũ các bạn, như vị trí mình cũng chả nhớ nhặt trái bóng tối ở đây thì phải các bạn ơi. Rồi để xem đây trái quỷ gì nha. Trời ơi, cả ngày hôm nay là mình toàn nhặt trái ánh sáng và bóng tối đấy các bạn. Trái ánh sáng này lần thứ 3 thứ 2 ấy, mình cũng chả nhớ luôn. Chán quá trưởng luôn đấy. Rồi, rồi, hơi chán. Để kết thúc video thì mình sẽ đi gian đung trái quỷ lần cuối cùng các bạn. Đấy, đầu video mình gian đung một lần rồi. Và cuối video mình sẽ thử gian đung xem mình sẽ nhận trái gì nha. Đầu video mình nhớ không nhầm ra được trái gì ta. Chả nhớ được, treo hơn 10 tiếng trước rồi. Rồi để xem đây trái gì nha các bạn. Đấy, để xem có an ủi mình phần nào không. Thôi xong các bạn, được trái rocket.
một cái trái ác quỷ gọi là cái sức mạnh mạnh nhất game rồi. Mình sẽ lưu trữ nó nha. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Nói chung làm video là hơi mệt đấy. Rồi nếu các bạn thấy video hay thì bấm like và đăng ký kênh và để ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.